Hello anh em, không biết anh em có thấy mình rõ không? Ôi, sập hố anh em ơi. Ở đây hố rất là nhiều luôn. Trời thì mưa nó che những cái hố, mình không thể nào biết được là cái hố đó nó sâu hay là nó cạn. Mình vừa mới chở khách đi trong mấy chục cây mình mới vừa trả khách xong. Những cái hố to như thế này thì anh em chịu khó, anh em không thể thấy được cái hố, nhưng mà nó hố như hố bo vậy á, thì anh em phải chịu khó về số 1 recon cho nó qua ha. Chứ đạp bướng một cái là đợt xưa mình cũng ẩu lắm, mình đạp mình đạp bay qua luôn, nhưng mà cái xe của mình là nó gầm thấp, đạp bay qua luôn rồi nó cả cái đầu á, nên là nó hơi sức sướt một tí, cho nên là rút sau mình rút kinh nghiệm, anh em mình đi chậm hơn một chút xíu để cho nó dìu xuống, dìu lên thì chúng ta sẽ có, nó sẽ qua được cái mớp đó mà nó không bị cạ gầm. Vì những cái xe 5 chỗ này nó gầm thấp lắm. Cái cuốc xe này á là mình đi một chiều, một trăm mấy chục cây mình đi một chiều, và bây giờ thì mình quay về lại. Hiện tại bây giờ thời gian đã là 7 giờ kém 10 rồi, đi hết 3 tiếng, hơn 3 tiếng mình về chắc cũng, nếu mình về thì khả năng thì mình sẽ về nó sẽ nhanh hơn, bởi vì có khách thì mình sẽ đi chậm hơn, nhưng mà mình thì khả năng là mình sẽ đi nhanh hơn anh em ạ. Chiều mình nhớ là mình đi một mình về không có khách nào hết, về một mình à, buồn quá. Bật camera lên nói chuyện với anh em cho vui. Anh em đi cùng với mình sẽ chuyển qua cái chế độ hai người đi, là vừa nhìn đường vừa nhìn mình luôn cho nó vui. Ok anh em, đó anh em có thấy gì không, cái đường nó tối thui tối mò như vậy đó. Cái đường này là nó là cái đường biên giới. Cái đường biên giới cho nên là cũng ít người đi. Cái thứ hai nữa là dân người ta không ở nhiều quá cho nên là nó vắng. Đấy, bật camera đây nói chuyện với anh em cho vui, cho anh em xem cái đường mình đi. Cái nghề làm lái xe dịch vụ này thì nó vậy đó anh em ạ. Hồi thì rảnh không à, đến lúc chạy cả đêm á. Bây giờ mình về tới nhà khoảng tầm 9:30 tới 10 giờ là tới khoảng đó. Được, mấy nó pha kinh khủng không? Mấy mình không thấy gì hết. Thật sự là mình không thấy gì hết luôn. Đi mà gặp những cái thằng xe khách hay là xe tải mà nó cứ pha vô mặt á, rất là khó chịu luôn. Vì cái xe mình nó thấp, xe người ta cao á, người ta pha vào là coi như là mình không thấy đường luôn, chói cực kỳ luôn. Nhưng mà mình xuống cốt, nhưng mà mình nó không hạ, nó không chịu hạ cốt xuống á, thì mình cũng không thấy đường. Nhưng mà mình mà hạ cốt xuống á thì lại càng không thấy đường nữa. Cho nên là đối với những cái xe mà nó pha cốt vô mặt á, mà nó cố tình nó pha mà nó không chịu hạ cốt xuống cho mình á, thì mình pha luôn, mình cũng pha lên luôn để hai thằng đều pha luôn để còn thấy đường đi anh em. Chứ còn nếu mà nó pha cho mặt đã chói rồi mà mình wow đã chói rồi mà mình còn không thấy đường nữa là coi như là không đi được luôn. Cho nên là mình sẽ pha lên luôn, xong rồi đi chậm lại, tấp vô lề, nhẹ vô lề, tại vì né ra tránh những hợp những cái xe á, nó sẽ kéo theo một cái mót ở đằng sau nữa. Có những cái xe tải á, có những xe tải là nó dài á, rất là dài luôn, và ở sau nó không có đèn đóm vậy đó. Cho nên là nếu mà anh em đi mà qua được cái đầu trước rồi nhưng mà không pha lên á, không thấy được cái đuôi sau á, là dễ quẹt cái đuôi sau của mấy thằng xe khách lắm, mấy thằng xe tải lắm. Cho nên là tốt nhất là nên pha lên. Nếu mà nó không chịu cốt xuống thì mình phải pha lên và giảm tốc độ nha, giảm tốc độ lại.
đi về một mình á đôi khi cũng khá là buồn, nhưng mà bắt khách dọc đường thì mình không rành lắm, tại vì mình cũng mới chạy à. Thứ nhất là, thứ hai nữa là mình cũng ít có giao tiếp tốt á, mình không biết bắt khách kiểu gì hết anh em, nên thôi chạy về mình cho rồi, đường không được đẹp cho lắm. Mưa nữa chứ, mùa này mưa liên tục. Thôi nói chuyện với anh em một chút xíu nữa, sắp tới là mình sẽ ra khỏi cái con đường này rồi, thì mình sẽ vào cái khu đông dân rồi. Mình ra khỏi cái cung đường này, mình sẽ vào cái khu đông dân. Vào khu đông dân thì nó đông đúc thì mình chạy nó sẽ ổn hơn, đỡ buồn hơn. Cái thứ hai nữa là mình phải tắt cái đèn này đi, chứ mình bật cái đèn này là nó hơi khó nhìn á. Trời đã tối rồi mà mình bật cái đèn lên thì hơi khó nhìn đường. Cho nên là mình sẽ hẹn anh em vào clip sau ha. Hẹn anh em vào chuyến đi sau. Có gì thì mình sẽ gặp anh em lại. Bye bye anh em nha. Chúc em thật nhiều sức khỏe. Nếu thấy hay nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, để xem những video mới nhất từ mình nha. Bye bye anh em. Mình là Lộc đây. Chúc em thật nhiều sức khỏe. Bye bye. Mình cúp máy đây. Ây nhầm nhầm. Mình tắt máy đây. Cúp máy giống như gọi điện. Bye anh em.